Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Quảng trường khoáng thạch, quáng vật bình thường bị mình bóp như vậy, không vỡ vụn cũng sẽ tách ra. Ác thạch này lại không chút tổn hại, thứ này quả nhiên là không đơn giản. Bây giờ mình đã là lục phẩm khai thiên, thâm niệm so với người tu vi đồng đẳng, không biết nào mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng vẫn bị viên hắc thạch này cô lập hoàn toàn. Xem ra chỉ có thể thử chiêu này thôi. Nhìn thấy rồi, thứ ở bên trong là tài nguyên thổ hành. Ngươi cũng biết đồng thuật này sao? Có nhìn ra là môn đạo gì không? Không rõ, đợi ta quan sát thêm xem. Xem phản ứng của cô ấy, hình như không nhận ra đây là bí thuật của vạn ma thiền. Tứ phẩm thổ hành, vận khí của ngươi không tệ. Tỷ lệ có vật tư tu hành trong hắc thạch khoảng bao nhiêu? Khi vận khí tốt thì ước chừng 10 thì có 3 phần. Còn vận khí không tốt, nói không chừng ngay cả 1 phần cũng không có. Nếu đã như vậy, vậy cô đừng nhàn rỗi nữa. Đi cùng họ tìm kiếm hắc thạch đi, xem có thể tìm được tài nguyên thuộc tính âm dương lục phẩm hay không. Cậu đang nằm mơ gì vậy? Hắc thạch ở đây đều là được khai thác ở khoáng tinh ngoại quốc, sao có thể có tài nguyên lục phẩm? Cao nhất có thể là ngũ phẩm đã là tốt lắm rồi. Vậy sao? Vậy chúng ta đi khai thác hắc thạch ở khoáng tinh, xem có thể sinh ra tài nguyên lục phẩm hay không. Cái gì? Không cần, ta không đi. Đã ở dưới trướng của ta, vậy thì không do cô rồi. Làm gì mà bày ra bộ dạng như là đưa đám vậy? Chẳng qua chỉ là đi đào khoáng mà thôi, cũng không phải là muốn lấy mạng của cô. Đó là vì ngươi không biết sự nguy hiểm sâu trong hắc vực. Cấm chế ở đây một khi bị kích động, chúng ta khó thoát cái chết. Cho nên chuyến này phải dựa vào cô rồi. Nếu ta chết ở đây, cô cũng không có kết cục tốt. Trước nay chưa thấy người vô liêm sỉ như ngươi. Mau dừng lại. Một trong những nguy hiểm của hắc ngục cấm chế đại trận là hai khí tức này. Bất luận là khai thiên cảnh đẳng cấp nào tới đây, đều không thể nào dừng lại sự xói mòn của thế giới vĩ lực bản thân. Sự xói mòn của thế giới vĩ lực, tình huống này hình như giống hệt với những gì đã gặp ở vô ảnh động thiền. Có lẽ mộc hành thần thông của mình có tác dụng tương tự với khí tức này. Sự xói mòn của thế giới vĩ lực đã dừng lại. Sao cậu làm được vậy? Thần thông này của cậu không phải là thần thông trị thương hay sao? Thần thông này của ta không chỉ có năng lực trị thương, còn có hiệu quả phòng ngự. Thần thông này cậu có thể duy trì bao lâu, tiêu hao nhiều với bản thân hay không? Nếu chỉ bao bọc hai người chúng ta, tiêu hao không tính là lớn, chắc chắn có thể duy trì khá lâu đấy. Không ngờ vấn đề khiến mình phiền lòng nhiều năm qua, thoáng cái đã được tên tiểu tử thối này giải quyết rồi. Cơ duyên của tiểu tử này thật không tệ. 3 canh giờ sau, chính là ở đây, dưới chân chúng ta chính là quặng tinh viên sâu nhất mà chúng ta từng khai thác được cho đến nay. Nếu đã như vậy cô còn đợi cái gì, mau ra tay đào khoáng đi chứ. Tiểu tử này lại kéo mình tới đây để làm khổ sai cho cậu ta, hiếp người quá đáng mà. 3 ngày sau, chỗ này ít nhất cũng có hơn 200 viên rồi, đủ chưa vậy? Trong chỗ này chỉ có 3 món, tài nguyên ngũ phẩm quá ít rồi. Cậu có thể nhìn thấy trong hắc thạch có thứ gì hay không sao? Nếu tìm không ra tài nguyên cấp cao, đào thêm nữa cũng chỉ uổng công. Có lẽ có thể tới khoáng tinh sâu hơn để xem. Hắc thạch sinh ra từ khoáng tinh ở đó, phẩm chất cao hơn. Không được, chỉ dựa vào sức lực của hai người chúng ta, muốn tìm ra thứ đồ ta cần, không biết cần đến 5 tháng nào nữa. Đây cũng không được, đó cũng không được. Hoặc cậu về một chuyến, đưa đám thuộc hạ của ta và những người khác, và những người khoáng nô đó tới đây, cùng đào là được rồi. Người càng nhiều tiêu hao càng lớn, mộc hành thần thông của ta khó chống cự được đâu. Càng huống hồ, phía hy không địa bây giờ không biết tình hình ra sao, mình cần cố gắng quay về chấn giữ càng sớm càng tốt. Đúng rồi, khoáng nô đưa tới đây rất phiền phức, nhưng chúng ta có thể đem một viên khoáng tinh về. Cậu đùa tôi đấy à? Cô nghĩ xem, nếu có thể đưa khoáng tinh ở chỗ sâu tới đó, chúng ta không chỉ có thể khai thác không cần kiêng nợ, còn không cần lo lắng sức mạnh của thế giới bị xói mòn nữa. Cậu nghiêm túc đấy à? Ta cực kỳ nghiêm túc.
Nếu đã quyết định phải đem một viên trở về, tất nhiên là đem cái viên ở càng sâu càng tốt rồi. Tên điên nhà cậu, muốn chết thì chết một mình đi. Hắc Ngục hư không? Không ổn, thần thông mất tác dụng rồi. Đây là chuyện gì vậy? Còn đi sâu vào trong nữa, hình như sẽ có một điểm lâm giới. Đi qua điểm lâm giới đó rồi, cho dù là thần thông của ta, cũng khó mà phòng ngự sức mạnh của Hắc Ngục này. Cô đứng vững ở địa bàn này nhiều năm, lẽ nào cũng không biết rõ nơi sâu thẳm Hắc Ngục rốt cuộc là gì hay sao? Lần này nếu không phải là ngươi dẫn ta đến, ta cũng không thể nào bước vào đến nơi này. Xem ra trong Hắc Ngục này còn ẩn giấu bí mật gì đó. Cô hồi phục một chút trước đi, ta sẽ tìm quanh đây xem thử có khoáng tinh thích hợp hay không. Tới giờ sau, ngươi tìm được ngôi nhỏ thế này thôi sao? Thể tích khoáng tinh càng bé, hàm khoáng lượng sẽ càng thưa thớt. Ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa hả? Long Hóa, bám chặt lấy ta. Tiểu tử này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu thần thông nữa đây? Ngươi nào muốn dùng tiểu khoáng tinh này đấm vỡ đại khoáng tinh kia, thu nhỏ thể tích của đại khoáng tinh rồi đem về hả? Hai khoáng tinh này cách biệt kích thước quá lớn, không đâm vỡ được. Nếu như ngươi đã biết điểm này, vì sao còn lãng phí khí lực như vậy chứ? Cô nhìn phía sau đại khoáng tinh đó xem là gì. Sát trận. Thì ra ngươi muốn mượn lực xung kích của tiểu khoáng tinh đem đại khoáng tinh đâm vào trong sát trận. Không sai, sát trận thông thường không thể nào làm tổn thương đến khoáng tinh thạch được. Chỉ có trận pháp thế này mới có thể để chúng ta phá hủy, lưu lại tinh hoa. Không thể tin được loại uy năng này, thật đúng là khó mà tin được. Sát trận này bị tiêu hao sạch sẽ rồi, hình như còn có chút lớn. Mẹ nó, ánh sáng đó hình như là kiếm mang. Kiếm mang, chắc không phải ngươi muốn nói sát trận đó là do người bố trí đấy chứ? Nếu như đó thật sự là kiếm mang, sợ là chính là do người bố trí. Không thể nào, ngươi đừng có quên loại cấm chế đại trận trên. Loại cấm chế đại trận thiên nhiên ở trong hắc ngục nơi này, nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Kẻ nào có thể bố trí ra nhiều sát trận lợi hại như vậy chứ? Nghe nói nơi như Hắc Ngục là một tòa lâm ngục thiên nhiên. Cách nói này là sau khi cô chiếm cứ nơi này mới truyền ra, hay là hàng cổ đã có rồi? Tự nhiên là lúc trước đã có cách nói này rồi, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu của ta. Nếu như là người được nói là lâm ngục, vậy thì có phải là đại diện cho nơi sâu thẳm ở trong Hắc Ngục này còn nhốt phạm nhân gì đó, mà đại trận cấm chế mà chúng ta nhìn thấy như là thiên nhiên kia có thể chính là lưu lại cho hắn? Đừng nói nữa, ta lồi cả một thân da gà rồi đây. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thả lỏng đi. Hiện giờ độ lớn của khoáng tinh vừa thích hợp, chúng ta có thể mang về rồi. Bên ngoài phá toái Linh Châu, việc này kết thúc rồi. Ta quay về hư không địa đây. Về sau cứ nửa năm cô đến hư không địa một chuyến, đem thứ khai thác được giao cho ta. Ngươi cứ vậy mà rời đi. Sao hả? Không nỡ để ta đi hả? Chết sang một bên đi, ta hận ngươi không thể nào đi nhanh hơn đấy. Vậy bye bye. Đợi chút, nếu về hư không địa thì dẫn theo ta với. Bị sự suy đoán to gan vừa rồi của hắn dọa hết hồn, vẫn là theo bên cạnh hắn thì an toàn hơn. Cái gì, nếu cô đi rồi, vậy nơi này Tân Bằng cũng vào trung nghĩa phổ rồi. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn đối phó lão già thất phẩm Tả Quyền Huy, thêm một phần sức mạnh của ta thì có thể tốt hơn một chút chứ. Nếu như chết rồi, ta chẳng phải cũng không có kết cục gì tốt đẹp hay sao? Nếu đã như vậy, vậy thì cứ đi theo đi. Ngoài cửa vực của Phi Yên vực, đây là cửa vực phải ghé qua lúc về hư không vực, sao đột nhiên lại phong tỏa rồi? Quả nhiên, thương thuyền đều bị gọi về rồi. Cô mau đi theo chiếc thuyền đó,
hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Thăm dò được chưa? Chiếc thuyền phong thả cửa vực là thuyền của Thiên Kiếm mình. Bất kỳ người nào muốn vào hư không địa đều không được phép thông qua. Bọn rác rưởi này sao lại nhảy ra nữa rồi? Họ phong tỏa cửa vực làm gì? Lai minh chủ của kiếm mình là Tả Quyền Huy. Cái gì? Đây là đang cấu kết với nhau làm việc xấu hay sao? Họ phong cửa vực ở đây để ngăn cản người ngoài đưa vào hư không địa, cắt đứt nền tảng tinh thị của ngươi. Tâm tư độc ác thật. Nhưng có tác dụng gì chứ? Cửa vực để vào hư không địa của ta đâu chỉ có một chỗ này. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tả Quyền Huy tiếng tăm lừng lẫy, mà hư không địa của ngươi chẳng qua là mới vừa xuất hiện. Nếu hai bên xảy ra xung đột, ngươi cảm thấy người ngoài sẽ xem trọng ai hơn? Đương nhiên là Tả Quyền Huy, cái tên thất phẩm khai thiên này. Đúng vậy, lai hắn làm vậy rõ ràng là muốn người trong thiên hạ biết Thiên Kiếm mình sắp khai chiến với hư không địa. Nếu ngươi là thương gia ở trong tinh thị, biết được sẽ như thế nào? Lão già gian xảo, tâm tư độc ác. Mấy thương gia này chẳng qua đến kiếm tiền, nếu khai chiến nhất định là sẽ bỏ đi hết. Không phí một binh một tốt, có thể để hư không địa của ngươi không còn tài nguyên vào. Thậm chí ngay cả người thường của tinh thị cũng khó duy trì. Đúng là kế sách tốt. Hư không địa ta cũng không phải là trái hồng mềm. Muốn nhai địa bàn của ta, vậy phải xem răng cổ hắn có tốt như vậy hay không. Lúc trước cố tính xuất sơn tương trợ Tả Quyền Huy phải không? Đúng vậy, không ăn được thì thịt, cũng có thể có chút canh uống. Vậy thì đi đi. Tin là Tả Quyền Huy sẽ rất vui khi nhìn thấy cô ở đầu quân. Khi cô đầu quân đấy, ngươi muốn ta đi làm nội ứng cho ngươi. Thế nhân đều biết cô và hư không địa có hiểm khích. Lúc này nghe tiếng đến đầu quân rất là bình thường, chắc chắn cũng không nghi ngờ gì cả. Vậy tiếp theo ngươi có dự tính gì? Ta đương nhiên là lập tức trở về hư không vực rồi. Ngươi cứ như vậy đánh qua, đỡ Tả Quyền Huy ở bên đó chấn giữ. Ngươi như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao? Tả Quyền Huy thất phẩm khai thiên, làm gì mà rảnh rỗi làm chuyện này? Hơn nữa đánh không lại, ta còn không chạy lại hay sao? Tự mình cẩn thận, nếu cảm thấy không được lập tức rời đi. Thực lực của tiểu tử thối này đáng sợ như vậy, mình lo lắng gì chứ? Hư không vực tinh thị, độ khẩu tịnh thất. Tông chủ, Tả Quyền Huy đó buông tên khai chiến. Nay rất nhiều thương gia trong tinh thị đều muốn bỏ đi. Quả nhiên là vậy, các người không làm khó họ chứ? Nhị tổng quản nói, người muốn đi thì không giữ được, cho nên bên độ khẩu thuộc hạ chỉ kiểm tra như thường lệ, không có vấn đề gì toàn bộ cho qua. Nhị tổng quản làm tốt lắm, mọi người đều là người làm kinh doanh, sợ Tả Quyền Huy tên thất phẩm khai thiên là lẽ thường. Nếu chúng ta cưỡng chế giữ họ lại, sẽ chỉ làm tăng thêm oán hận cho người trên người bọn họ, chi bằng để họ đi. Cô cảm thấy cuối cùng còn bao nhiêu thương nhân ở lại? Không đến 30%. Nhưng tông chủ cũng không cần lo lắng, thương gia vào tinh thị cũng chưa chắc toàn bộ đều sợ Tả Quyền Huy. Ví dụ, đại trường của Âm Dương Thiên và Tu La trường của Tu La Thiên. Nhưng nhiều thương gia như vậy bỏ đi, có đả kích rất lớn đối với nhân khí của tinh thị. Trước khi kết thúc tranh đấu với Tả Quyền Huy, tuyệt đối không thể nào duy trì nhân khí lúc trước. Không sao, tinh thị mấy năm nay tích lũy không ít vật tư, trong thời gian ngắn đủ dùng, chỉ cần đánh thắng một trận này, nhân khí của tinh thị sớm muộn sẽ hồi phục lại. Tông chủ nói rất đúng, lúc trước nhị tổng quản cũng triệu tập chúng tôi nói qua chuyện này. Với tích lũy mấy năm nay của hư không địa, trong 3 đến 5 năm không cần phải lo. Vật tư mang về từ trong hắc ngục lần này, đúng lúc đủ 10 người tấn thăng lục phẩm. Nếu các đại đế cố gắng, sau 3 đến 5 năm nhất định có tư cách đấu tranh với Tả Quyền Huy. Tông chủ, ta còn một ý nghĩ, đối với thương gia bằng lòng ở lại, chúng ta có thể cung cấp chút ưu đãi, để bọn họ biết hư không địa ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Vẫn là đại đô đốc tỉ mỉ, làm theo lời cô nói đi. Ngoài ra đối với mấy thương gia bỏ đi đó, sau này nếu họ còn muốn về tinh thị, sẽ phải bỏ ra tiền thuê và thuế nhiều hơn người khác. Cái này không hay lắm. Không có gì không tốt cả, nghe đây, phàm là người rời đi thả đi hết.
sớm muộn sẽ có một ngày họ sẽ cút về. Thuộc hạ nhận lệnh. Sau khi ta về hư không địa phải bế quan, chuyện của độ khẩu giao cho họ. Dạ, thuộc hạ nhất định là không phụ lòng tông chủ. Màn tranh đấu này mới vừa bắt đầu. Tả quyền huy à, tả quyền huy. Lần này đừng kết thúc quá nhanh, để ta chơi tận hứng.